cộng đồng mạng xôn xao nghi vấn Quỳnh Anh xin bỏ follow Chipu vì trai đẹp. Mới đây nhất, công chúng được một fan xôn xao khi phát hiện Quỳnh Anh xin đã không còn theo dõi cô bạn thân Chipu trên Instagram nữa. Chipu và Quỳnh Anh xin quen biết cũng như chơi với nhau từ khi chưa quá nổi tiếng. Cả hai được người hâm mộ yêu thích bởi ngoại hình xinh đẹp, phong cách ăn mặc thời thượng và tình chị em gắn bó suốt thời gian dài. Tuy nhiên, những động thái mới nhất của Quỳnh Anh xin trên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng đi từ trạng thái bất ngờ sang nghi vấn. Nhiều giả thuyết nhanh chóng được đưa ra, trong đó phần lớn mọi người đều cho rằng nguồn cơn xuất phát từ tin đồn hẹn hò đang bủa vây Chipu những ngày qua. Cụ thể, khi kiểm tra trang cá nhân của Quỳnh Anh xin, khán giả phát hiện rằng cô đã không còn theo dõi người chị em thân thiết Chipu nữa. Trong khi đó, giọng ca Anh ơi ở lại vẫn theo dõi người bạn của mình như chưa có chuyện gì xảy ra. Trước đó, vào đêm ngày 20 tháng 6, Quỳnh Anh xin có đăng tải một trạng thái bóng gió lên Instagram Story với nội dung: "Hãy làm người tốt ngoài đời thật, đừng chỉ trên mạng xã hội." Liên kết những sự kiện xảy ra với nhau, cộng đồng mạng nghi ngờ rằng đã có những rạn nứt trong tình chị em của Quỳnh Anh xin và Chipu. Ngay sau khi sự việc xảy ra, cộng đồng mạng đã nhanh chóng dậy sóng và đưa ra hàng loạt những nghi vấn cho câu chuyện này. Bài đăng về sự việc này trong một group liên quan tới showbiz đã thu hút được số lượng lớn lượt tương tác và bình luận chỉ trong thời gian ngắn. Nhiều người cho rằng sự tình lần này có liên quan tới người yêu tin đồn mới của Chipu. Cụ thể, một số bài đăng và trang báo có đưa tin rằng người Chipu đang yêu là tình cũ của Quỳnh Anh xin, tuy nhiên tất cả vẫn chỉ là giả thuyết mà thôi. Tất cả những nghi vấn hiện có đều xuất phát từ ý kiến của cộng đồng mạng mà vẫn chưa được chứng thực. Hai nhân vật chính vẫn đang im lặng, chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn nào. Để biết thực hư mọi chuyện ra sao, có lẽ phải chờ đợi người trong cuộc lên tiếng.